thức và trải nghiệm. Đây là chương trình trải nghiệm, cho nên chúng tôi sẽ rất hạnh phúc nếu quý vị khán giả lên sân khấu và nắm tay các nghệ nhân, nắm tay nhau cùng nhảy múa. Chúng tôi luôn quan niệm là vòng xoan càng rộng thì tinh thần đoàn kết, tình cảm của chúng ta càng gắn kết hơn. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã đến cùng chúng tôi trong chương trình Vòng Xoan cuối tuần thưởng thức và trải nghiệm. Thank you.
cùng quý vị đang nghe là một lúa mới do các nghệ nhân Gia Rai đến từ huyện Iagrai, một đơn vị quốc huyện liền kề với thành phố Pleiku của chúng ta thực hiện. Hôm nay có nói một chút về một lúa mới. Thưa quý vị, người tên Nguyên Xưa, một năm chỉ là một lúa thôi, và suốt 6 tháng chờ đợi cho đến khi có được những hạt lúa đầu tiên. Thời đó cũng chính là lễ vật mà người Gia Rai dâng cúng lên thần linh để cảm tạ các thần linh đã ban cho họ một mùa vụ tốt tươi. Đấy chính là nguyên nhân mà cho đến tận bây giờ, người Tây Nguyên nói chung, người Gia Rai nói riêng vẫn rất yêu quý hạt lúa, và họ vẫn giữ lại cho mình nghi lễ mừng lúa mới. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã đến cùng chúng tôi trong chương trình Cồng Chiêng cuối tuần thưởng thức và trải nghiệm. Và như đã nói ở trên, chúng tôi sẽ rất hạnh phúc nếu quý vị khán giả cùng bước vào sân khấu, cùng nhảy múa với các nghệ nhân, bởi chương trình của chúng ta là chương trình trải nghiệm. Chúng tôi đã thấy một số khán giả nhảy múa cùng các nghệ nhân, và chúng tôi mong muốn các quý vị khán giả sẽ đông đảo hơn trong đội ngũ nhảy múa xung quanh cây nêu của buổi tối hôm nay. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã đến chia sẻ đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Cùng Chiêng cuối tuần thưởng thức và trải nghiệm. Cảm ơn quý khán giả, chúng ta vừa thưởng thức xong tiết mục đầu tiên mừng lúa mới.